chấn động rồi anh chị ơi. Thì hiện tại bây giờ hai vợ chồng trước mặt màn hình anh chị thì người đồng bào ở Kum Tum, thì cũng có anh trai á, không biết trong cái sự việc bên gia đình như thế nào mà anh trai đã dùng xăng tưới lúc nửa đêm thì đốt thiêu rụi hoàn toàn cái căn nhà và cái người vợ. Thì bây giờ trên trước mặt màn hình anh chị là một người vợ của anh này bị phỏng hoàn toàn hết anh chị, thì nhà cửa đồ cũng đã cháy hết rồi. Thì trước đó thì không biết có mâu thuẫn như thế nào không, thì mời cô chú anh chị mình đón xem hết cái video này để biết thêm thông tin nha anh chị. Con chào cô, chào chú ha. Lý do sao mà cô bị phỏng vậy vậy chú? Thì anh chị xem cái màn hình thì em cũng che mờ lại. Ý là lý do sao mà anh trai đốt rồi anh trai có nhậu nhẹt hay là hút chích gì không? Cảm nhận thì anh chồng. Từ lúc mà cô bị đến nay là khoảng bao nhiêu ngày rồi? 30 ngày. Lúc trước là nằm bệnh viện ở đâu rồi mới chuyển xuống đây? Cho nó thực tế cho anh chị mình mới nắm bắt được cái câu chuyện, chứ còn ở bệnh viện thì mà anh em cũng không dám nói chuyện nhiều để ảnh hưởng người xung quanh đó anh chị. Thì em mời cô chú anh chị mình xem ủng hộ anh em cho em cái chia sẻ, cái đăng ký, cái like nha anh chị. Thì anh này cũng là người đồng bào anh chị, thì nói chuyện cũng hơi khó nghe một chút, thì anh chị mình cũng thông cảm nha, tại vì ảnh nói chuyện mà ảnh vừa lơ rại nữa anh chị, thì rồi từ lúc cô bị phỏng đến nay được khoảng bao nhiêu ngày rồi? Người trong miền Nam mình thì anh chị cũng thông cảm cho ảnh. Trước là ở Kum Tum 19 ngày, chưa trên kia không khỏi gì hết, mới xuống đây bệnh viện này trở lại. Rồi hoàn cảnh gia đình mình sao chú? Hoàn cảnh gia đình thì rất khổ và khó khăn, quá khó khăn để mà chết. Quá khó khăn thì nhà thì bị cháy hết rồi, bị thất hai người thất cái mạng rồi. Rồi gia đình có bà con họ hàng gì có giúp đỡ được gì không? Cũng có học hành thì họ một hai trăm họ đưa, thì cũng ổn từng chi tiêu ăn uống mua tả lót rồi bệnh viện nó có kêu mình làm gì tiếp theo nữa không? Bệnh viện kêu buổi chiều nay là kêu là nộp miễn phí. Không có tiền để nộp để kêu cho xin bác sĩ cho về. Rồi cho về rồi có nhà cửa dở không? Nhà cửa cháy hết rồi. Thì hoàn cảnh bây giờ rất là đáng thương anh chị, thì hai vợ chồng thì cũng rất khó khăn, cần sự giúp đỡ của ông bà cô chú trên mọi miền đất nước. Thì hai chồng có tiền thì bây giờ đang tính là xin bệnh viện cho đi về nhà thì nằm đó
chứ bây giờ đó, ở bệnh viện người ta kêu đóng viện phí thì hai chồng không có tiền đóng viện phí anh chị. Thì em quay cái thước phim này lên thì em cũng hy vọng rằng tất cả nhà hảo tâm nào có duyên thì đến giúp đỡ cho hai vợ chồng anh này để có cái chi phí để chữa bệnh anh chị. Thì rất là tội luôn, thì người đồng bào thì anh chị cũng biết rồi, rất là khó khăn luôn anh chị. Thì bây giờ chị đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy nha anh chị. Thì không biết những ngày sắp tới đây không biết như thế nào. Thì cái hoàn cảnh này thấy là rất đáng thương. Bây giờ về thì cũng có nhà ở đâu, về ở nghe nói là nếu mà xin bệnh viện về thì ở xin ở nhà nhờ ông bà già. Thì em mời cô chú chị mình đón xem cái phần tiếp theo. Em sẽ chia sẻ cập nhật lên cái thông tin này lên cho cô chú anh chị mình xem để nắm được cái thông tin. Rồi nếu mà hơn nữa thì anh em sẽ đi ra tới Kum Tum để quay chia sẻ lên cho cô chú anh chị mình xem cái hoàn cảnh thật sự là đang rất là cần sự ủng hộ nha anh chị.